Học viện chúng em ấy chuyên đào tạo các cái thạc sĩ và tiến sĩ của ngành luật và ngành kinh tế ạ. Và bên chỗ học viện chúng em ấy còn tư vấn và cố vấn cho các cái doanh nghiệp thành công và chưa được thành công và chuẩn bị khởi nghiệp. Chính vì vậy cho nên là tất cả các anh chị giám đốc của các doanh nghiệp hiện có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, nếu như ai đó có cần một trong số các cái dịch vụ ở bên em thì các anh chị hãy liên hệ với lại em, số điện thoại của em là 097 597 2388 ạ. Em xin hết ạ.